sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Chào mừng các bạn đã quay trở lại môn toán lớp 5 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau chữa phần bài tập trong vở bài tập toán lớp 5, bài số 12, viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân. Vậy trong bài số 12, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu những dạng bài toán và những tiết học. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần đầu tiên là chữa bài tập số 1, trang số 43. Viết số thập phân tích hợp vào chỗ chấm. Thì chúng ta thấy phần A hay phần B, tức là chúng ta đang thực hiện quá trình chuyển đổi đơn vị đo, đúng không nào? 4m 6dm chuyển sang đơn vị mét. Vậy thì như chúng ta đã được học ở trước đó, 4m 6dm có xuất hiện hai đơn vị đo, đó chính là mét và decimet. Còn lại ở bên phần đề bài yêu cầu là chuyển sang đơn vị đo là mét. Do đó, ở cái phần đề bài đã cho là 4m 6dm thì chúng ta sẽ giữ nguyên 4m và chỉ đổi cho cô 6dm sang đơn vị đo là mét. Vậy bây giờ chúng ta đổi như nào thì các bạn quan sát cho cô. 1m thì bằng 10dm nên đổi từ đơn vị đo decimet sang đơn vị đo mét thì chúng ta sẽ đem chia cho 10. Do đó 4m 6dm thì sẽ bằng 4 cộng 6 phần 10m. Và chúng ta thực hiện quy đổi thì sẽ bằng 4,6m. Tương tự, 7m 18cm đổi sang đơn vị mét thì chúng ta sẽ viết được thành 7 cộng 18 phần 100. Do từ đơn vị cm sang đơn vị mét chúng ta phải chia cho 100. Từ đó thì chúng ta tìm được đó là bằng 7,18m. Tiếp tục, 20m 5cm đổi sang đơn vị mét thì chúng ta vẫn lấy 20 cộng với 5 phần 100 thì sẽ bằng 20,05m. Sang phần B, 3km 407m đổi sang đơn vị km thì chúng ta thấy rằng 1km thì bằng 1000m, nên khi đổi từ đơn vị mét sang km chúng ta phải chia cho 1000. Từ đây 3km 407m đổi sang km sẽ bằng 3 cộng 407 phần 1000 và nó sẽ bằng 3,407 km. Tiếp tục, 12km 50m đổi sang đơn vị km thì chúng ta sẽ viết bằng 12 cộng 50 phần 1000 và sẽ bằng 12,050 km. Tiếp tục, 275m đổi sang km thì chúng ta sẽ lấy 275 chia cho 1000 và sẽ bằng 0,275 km. Tiếp theo, cô và các bạn cùng nhau sang đến phần bài số 2, trang 43, nối theo mẫu. Ở đây thì chúng ta cần phải nối ô vuông và ô tròn sao cho tương ứng với khối lượng như nhau. 2kg 125g, 5kg 65g, 2 tấn 3 tạ, 421g, 1 tấn 105kg và 4050kg. Chúng ta cần phải đổi về các đơn vị như là kg hoặc tấn. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta thấy 2kg 125g. Chúng ta sẽ quy đổi về đơn vị đo khối lượng là kg. Vì thế thì chúng ta cần phải đổi 125g về kg. Sau đó cộng với 2kg mà đề bài đang có thì sẽ bằng 2 cộng với 125 phần 1000. Và từ đây chúng ta tìm được là bằng 2,125kg, nối tương ứng với hình tròn đầu tiên. Tiếp theo, 5kg 65g chúng ta đổi về đơn vị đo khối lượng đó là bằng kg. Thì chúng ta sẽ lấy 5 cộng với 65 phần 1000 và sẽ bằng 5,065. Chúng ta sẽ nối với hình tròn số 3. Tiếp tục, 2 tấn 3 tạ chúng ta sẽ đổi về đơn vị đo khối lượng là tấn. 1 tạ thì sẽ 1 tạ đổi sang tấn thì chúng ta phải chia cho 10 đúng không nào? Do đó 2 tấn 3 tạ đổi sang tấn, chúng ta sẽ lấy 2 cộng với 3 phần 10 và bằng 2,3 tấn. Tiếp tục, 425g đổi sang đơn vị đo khối lượng là kg thì chúng ta phải đem chia cho 1000 thì bằng 0,420 kg. Tiếp tục, 1 tấn 105kg
thì chúng ta sẽ lấy bằng 1 cộng với 105 phần 1.000 và bằng 1,105 kg. Và cuối cùng, 4.050 kg đổi sang đơn vị đo khối lượng là tấn thì chúng ta sẽ chia cho 1.000 và bằng 4,050 tấn. Tiếp tục đến với bài số 3, chúng ta quy đổi đơn vị đo từ lít và millilit về đơn vị đo lít. Và chúng ta cần phải nhớ cho cô, 1 lít thì bằng 1.000 millilit, nên ở phần này 1 lít 725 millilit, chúng ta sẽ giữ nguyên 1 lít và đổi cho cô 725 millilit bằng bao nhiêu lít. Theo đó thì sẽ bằng 1 lít cộng với 725 phần 1.000 lít thì sẽ ra bằng 1,725 lít. Tiếp theo, 2 lít 45 millilit thì chúng ta sẽ lấy 2 cộng với 45 phần 1.000 và chúng ta quy đổi ra được bằng 2,045 lít. Tiếp tục, 5.420 millilit đổi sang lít thì chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ việc lấy 5.420 chia cho 1.000 và sẽ bằng 5,420 lít. Tiếp tục, 718 millilit đổi sang lít thì chúng ta sẽ lấy 718 chia cho 1.000 và bằng 0,718 lít. Do vậy, ở phần bài số 3 chúng ta kết luận 1 lít 725 millilit bằng 1,725 lít, 2 lít 45 millilit thì bằng 2,045 lít, 5.420 millilit thì sẽ bằng 5,420 lít, 718 millilit thì sẽ bằng 0,718 lít. Chúng ta cùng nhau đến với phần bài số 4, có hai yêu cầu. Yêu cầu phần A, viết số thập phân tích hợp vào chỗ chấm 2 km 80m đổi sang đơn vị km. Phần B, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, đoạn đường nào dài nhất với ba đoạn đường MN, MP và PN. Bây giờ yêu cầu của chúng ta là chúng ta cần phải biết được độ dài của từng quãng đường rồi chúng ta so sánh. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần A, 2 km 80m đổi sang đơn vị km thì chúng ta thấy rằng 1 km thì bằng 1.000 m nên từ đơn vị mét đổi sang km chúng ta cần phải chia cho 1.000. Do đó 2 km 80m thì sẽ bằng 2 km cộng với 80 phần 1.000 km thì sẽ bằng 2,080 km. Còn đối với phần bài B thì chúng ta cần phải nhận biết cho cô độ dài của đoạn MN bằng 2,3 km, độ dài của đoạn NP bằng 2,05 km và độ dài của đoạn MP thì bằng 2 km 80 m. Bây giờ chúng ta cần phải đổi cho cô 2 km 80 m bằng bao nhiêu km để trùng với đơn vị đo của hai độ dài đoạn đường còn lại thì chúng ta đổi được thành 2,08 km. Và lúc này chúng ta sẽ so sánh ba thông số 2,3, 2,08 và 2,05 km và nhận thấy rằng 2,05 là số bé nhất, sau đó đến 2,08 và lớn nhất là 2,3. Nên đoạn thẳng MN là đoạn thẳng dài nhất, chúng ta khoanh được vào đáp án A. Chúng ta cùng nhau sang đến phần tiết 2. Ở tiết 2 thì chúng ta sẽ viết số thích hợp ở chỗ chấm. Nếu như tiết 1 thì chúng ta bắt gặp đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng, thì bây giờ chúng ta bắt gặp một đơn vị đo diện tích. Các bạn để ý cho cô này, đơn vị đo diện tích thì trên đầu của nó luôn xuất hiện số 2 đúng không nào? Mét vuông ở đây, hay nói cách khác là bằng mét nhân với mét. Nên chúng ta quy đổi từ đơn vị mét vuông sang decimét vuông thì chúng ta sẽ phải thêm cho cô hai số 0 đúng không nào? Do đó, bây giờ chúng ta cùng nhau làm. 1 mét vuông thì bằng 100 decimét vuông, nên 2 mét vuông thì sẽ bằng 2 nhân với 100 thì bằng 200 decimét vuông. Tương tự, 4 decimét vuông sang centimét vuông thì 1 decimét vuông bằng 100 centimét vuông, nên 4 decimét vuông sẽ bằng 4 nhân 100 thì bằng 400 centimét vuông. Tiếp tục, 3 centimét vuông đổi sang milimét vuông. 1 cm2 bằng 100 mm2 nên 3 cm2 sẽ bằng 3 x 100 bằng 300 mm2. Tiếp tục, 1 m2 5 dm2 đổi sang đơn vị đo là dm2 thì
thì chúng ta thấy nó đang xuất hiện hai đơn vị là mét vuông và decimet vuông. Đề bài yêu cầu chúng ta đổi sang đơn vị đo là decimet vuông, nên chúng ta sẽ đổi cho cô 1 mét vuông bằng bao nhiêu decimet vuông, sau đó cộng với 5 decimet vuông mà đề bài đang có. Thì 1 mét vuông đổi sang decimet vuông sẽ bằng 100. Chúng ta lấy 100 cộng với 5 thì bằng 105 decimet vuông. Tiếp theo, 5 decimet vuông 25 cm2 đổi sang đơn vị đo cm vuông thì chúng ta sẽ lấy 5 x 100 cộng 25 thì bằng 525 cm2. Và cuối cùng, 1 mét vuông đổi sang cm vuông thì chúng ta cần phải nhớ lại cho cô mét vuông, sau đó đến decimet vuông và cuối cùng là cm vuông. Từ mét vuông sang decimet vuông chúng ta thêm 2 số 0. Tiếp tục từ decimet vuông sang cm vuông chúng ta cũng thêm 2 số 0. Nên từ mét vuông sang cm vuông chúng ta sẽ thêm cho cô 4 số 0. Mà 4 số 0 chính là số 10.000. Nên 1 mét vuông sẽ bằng 10.000 cm vuông. Chúng ta cùng nhau đến với bài 2. Nếu như bài số 1 chúng ta quy đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ, thì với bài số 2 là viết số thập phân tích hợp ở chỗ chấm là chúng ta quy đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn. Nhớ cho cô, từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn thì chúng ta dùng phép tính chia. 6 mét vuông 45 decimet vuông đổi sang mét vuông thì chúng ta sẽ đổi cho cô 45 decimet vuông sang mét vuông bằng cách chia cho 100. Hay nói cách khác, 6 mét vuông 45 decimet vuông sẽ bằng 6 cộng 45 phần 100 thì bằng 6,45 mét vuông. 10 mét vuông 6 decimet vuông đổi sang mét vuông thì sẽ bằng 10 cộng 6 phần 100 thì bằng 10,06 mét vuông. 215 decimet vuông đổi sang mét vuông thì chúng ta sẽ lấy 215 chia cho 100 thì bằng 2,15 mét vuông. Tiếp tục, 1 mét vuông 65 cm vuông đổi sang mét vuông thì chúng ta thấy rằng 1 mét vuông thì bằng 10.000 cm vuông, nên từ cm vuông đổi sang mét vuông chúng ta phải chia cho 10.000. Hay nói cách khác, 1 mét vuông 65 cm vuông thì sẽ bằng 1 cộng 65 phần 10.000 thì sẽ bằng 1,0065 mét vuông. Tiếp theo, 4 decimet vuông 8 cm vuông đổi sang decimet vuông thì sẽ bằng 4 cộng với 8 phần 100 thì sẽ bằng 4,08 decimet vuông. 85 mm vuông sang cm vuông, chúng ta sẽ lấy 85 chia cho 100 thì sẽ bằng 0,85 cm vuông. Chúng ta cùng nhau đến với bài số 3 là phần nhận biết và so sánh. Viết lớn hơn hoặc bé hơn hoặc bằng vào trục chấm tích hợp. Tờ bìa màu đỏ có diện tích 4 decimet vuông 5 cm vuông, còn tờ bìa màu xanh có diện tích 4,5 decimet vuông. Hỏi diện tích tờ bìa màu đỏ như thế nào so với diện tích tờ bìa màu xanh? Thì bây giờ các bạn quan sát cho cô. Đối với diện tích màu xanh là decimet vuông, còn đối với tờ bìa có diện tích màu đỏ thì xuất hiện hai đơn vị đo là decimet vuông và centimet vuông. Vì vậy chúng ta cần phải đổi cho cô đơn vị đo khối lượng về một đơn vị đo thống nhất, đúng không nào? Decimet vuông và mét vuông. Bây giờ chúng ta cần phải đổi đơn vị đo về một đơn vị đo thống nhất là decimet vuông. Bây giờ chúng ta cùng đổi như sau. Chúng ta có 4 decimet vuông 5 cm vuông thì sẽ bằng 4 decimet vuông 5 phần 100 decimet vuông. Và sau khi quy đổi ra thì chúng ta thấy là bằng 4,05 decimet vuông. Bây giờ chúng ta cùng so sánh 4,05 decimet vuông với 4,5 decimet vuông thì nhận thấy 4,5 decimet vuông đang lớn hơn 4,05 decimet vuông, nên diện tích tấm bìa màu xanh lớn hơn diện tích tấm bìa màu đỏ. Hay nói ngược lại là diện tích tấm bìa màu đỏ bé hơn diện tích tấm bìa màu xanh, và chúng ta điền được là bé hơn. Tiếp theo chúng ta cùng nhau sang tiết số 3. Tiết số 3 thì chúng ta cùng nhau ôn tập và củng cố lại so với tiết 1 và tiết số 2 thông qua bài số 1 trang 45. Tiết số thập phân tích hợp vào chỗ chấm 10m 5 decimet đổi sang đơn vị mét thì chúng ta sẽ lấy 10m cộng với 5 phần 10 thì sẽ bằng 10,5 mét. Tiếp tục, 8m 4cm đổi sang cm thì chúng ta sẽ lấy 8 cộng với 4 phần 100 thì sẽ bằng 8,04 mét. Còn ngược lại, nếu mà đổi sang đơn vị cm
thì chúng ta sẽ lấy 8 x 100 cộng 4 thì bằng 804 cm. Tiếp tục, 15 cm 9mm đổi sang cm thì chúng ta sẽ lấy 15 cộng với 9/10 cm thì bằng 15,9 cm. Tiếp theo, 508 cm đổi sang mét thì chúng ta sẽ lấy 508 chia cho 100 thì bằng 5,08 m. 150 mm đổi sang cm thì sẽ bằng cách là lấy 150 chia cho 10 thì sẽ bằng 15 cm. Và cuối cùng, 7 mm sang cm, chúng ta lấy 7 chia cho 10 bằng 0,7 cm. Chúng ta cùng nhau đến với bài số 3. Kết số thích hợp vào chỗ chấm: 1 lít 250ml đổi sang lít, 1.350ml đổi sang lít, 1 lít 85ml đổi sang lít và 950ml đổi sang lít. Từ phần A thì chúng ta đến với phần B là sắp xếp thứ tự từ lớn đến bé. Đối với phần A, 1 lít 250ml đổi sang lít thì sẽ bằng 1 cộng với 250 phần 1.000 thì sẽ bằng 1,25 lít. Tiếp tục, 1 lít 85ml sẽ bằng 1 cộng với 85 phần 1.000 thì sẽ bằng 1,085. Tiếp theo, 1.305ml đổi sang lít thì chúng ta sẽ đem 1.305 chia cho 1.000 thì bằng 1,305. Và cuối cùng, 950ml đổi sang lít chúng ta chia cho 1.000 thì sẽ bằng 0,95 lít. Từ đây thì chúng ta sắp xếp được theo thứ tự từ lớn đến bé, đó là 1,305 lớn nhất, sau đó đến 1,25, sau đó đến 1,085 và cuối cùng là 0,95. Bài số 4, phân tròn và chữ đặt trước câu trả lời đúng. Có 3 bức tường, bức tường vẽ bảo vệ môi trường có diện tích là 4m2, 18 dm2. Bức tranh về an toàn giao thông có diện tích là 4,2m2 và bức tranh về phòng chống dịch COVID có diện tích là 4,09m2. Hỏi bức tranh nào có diện tích lớn nhất? Bây giờ để tìm ra được bức tranh nào có diện tích bé nhất hoặc lớn nhất thì chúng ta cùng nhau đi so sánh 3 thông số 4m2, 18 dm2 và 4,2m2 và 4,09m2. Chúng ta sẽ so sánh như sau. Chúng ta cần phải quy đổi về một đơn vị đo thống nhất đó là mét vuông, nên đổi 4m2 18 dm2 thì sẽ bằng 4,18m2. Lúc này chúng ta nhận thấy rằng 4,09 nhỏ nhất, sau đó đến 4,18 và lớn nhất là 4,2. Vậy bức tranh có diện tích bé nhất là bức tranh về phòng chống dịch COVID, đó chính là đáp án C. Như vậy, cô và các bạn đã cùng nhau chữa xong bài tập ngày hôm nay và hy vọng rằng sau bài tập ngày hôm nay các bạn sẽ có thêm được kiến thức và củng cố được phần kiến thức đã được học. Và như vậy, phần chữa bài tập của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở chữa bài tập lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.